Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 với 3 công trình trọng điểm do thành hội phát động, gồm vạn phần quà san sẻ yêu thương, tỷ đồng cho thiết bị xanh môi trường sạch và chuỗi sự kiện sắc cam thắp sáng và hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Sau 3 tháng phát động, mỗi cấp hội một cách làm hay, sáng tạo đã góp phần làm cho chương trình thi đua trở thành những phần việc vô cùng ý nghĩa, nhân văn và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và xã hội. Đặc biệt nhất là công trình thi đua tỷ đồng cho thiết bị xanh, môi trường sạch. Công trình này đã vượt 287% so với mục tiêu đề ra với tổng giá trị hơn 2 tỷ 870 triệu đồng. Thông qua các thiết bị, phương tiện truyền thông thu gom phân loại rác thải đã trở thành phương tiện truyền thông hiệu quả, chuyển tải thông điệp vì môi trường xanh, kêu gọi cộng đồng, xã hội cùng lan tỏa hành động đẹp, sống có trách nhiệm, thực hiện phân loại rác thải đúng cách, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Những thiết bị, phương tiện truyền thông thu gom phân loại rác đã trở thành thương hiệu riêng của tổ chức Hội Phụ nữ Đà Nẵng sống xanh, hành động xanh. Tại khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao tặng trang thiết bị thu gom rác thải, các phương tiện để cổ động trực quan, vận động du khách bỏ rác đúng nơi quy định. Ngày 12 tháng 2 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tiếp tục hỗ trợ 100 cây hoa hoàng hậu trồng tại di tích để góp phần bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, hướng đến là một trong những điểm ấn tượng đối với khách du lịch khi đến tham quan tại khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây phải nói là một cái việc làm ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố. Thay mặt cho đảng ủy lãnh đạo ban thì chúng tôi cũng rất tri ân và rất trân trọng cái sự quan tâm này. Và cũng xin hứa rằng những cái trang thiết bị và các cái phương tiện này chúng tôi phát huy một cách có hiệu quả để thể hiện cái sự quan tâm của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố. Với công trình vạn phần quà san sẻ yêu thương cũng đã vượt trên 264% so với mục tiêu ban đầu là vạn phần quà. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, vượt khó, phù hợp với tình hình dịch bệnh, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hội viên phụ nữ khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 8 tỷ 318 triệu đồng cho hơn 23.000 hội viên phụ nữ và 3.347 trẻ em. Công trình, chuỗi sự kiện sắc cam, thắp sáng và hành động trở thành hiệu ứng tích cực, lan tỏa, thể hiện cam kết của tổ chức hội trong xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, hướng đến sử dụng trang phục mang sắc màu riêng của phụ nữ Đà Nẵng. Từ khi phát động, thì các cấp hội phụ nữ cũng như là hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hưởng ứng rất tích cực, tổ chức nhiều hoạt động rất là sáng tạo với nhiều mô hình, nhiều công trình, nhiều phần việc tạo hiệu ứng tích cực và có đóng góp rất là hiệu quả vào phong trào hội cũng như là hỗ trợ giúp đỡ cho hội viên phụ nữ cũng như là các hoạt động của địa phương, tạo được cái đợt thi đua sâu rộng trong các cấp hội cũng như hội viên phụ nữ. Chúng tôi đã đăng ký với Trung ương Hội 3 phần việc cụ thể. Công trình thứ nhất là vạn phần quà san sẻ yêu thương, công trình thứ hai là tỷ đồng thiết bị xanh, môi trường sạch và công trình thứ ba là hưởng ứng sự kiện sắc cam thắp sáng và hành động vì thành phố Đà Nẵng an toàn không bạo lực phụ nữ và trẻ em. Có thể thấy, đợt thi đua đặc biệt này không những đem lại thành công ngoài mong đợi, tạo hiệu ứng tích cực, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng, xã hội, mà còn góp phần quan trọng trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, tô đẹp thêm phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Giang dỡ tam chữ vàng, truyền thống ngày